xin được gửi lời chào tới toàn thể quý khách hàng, tất cả các bác nhà mình. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh của bên em. Thì trong video này xin được gửi tới tất cả các bác nhà mình một chiếc xe đến từ thương hiệu của Toyota Nhật Bản, mẫu xe Toyota Corolla Tiit máy 1.8 các bác nhá. Sản xuất năm 2010 và đã lên form mới rồi. Đã được lên form mới rồi các bác nhá. Đây, form mới thì phần đầu của xe và phần đuôi và phần nội thất của xe cũng đã có sự khác biệt. Chiếc xe còn rất mới luôn. Mời các bác cùng cảm nhận với lớp sơn màu nâu vàng. Với lớp sơn này là một trong những cái màu mà rất là đẹp của dòng xe Tiit đúng không ạ? Tí em sẽ quay các bác xem phần nội thất sau nhá. Phía đuôi của xe đây. Đèn cũng có sự khác biệt rồi này. Bên trong là đèn LED và ở dưới đây nó to một chút và nó dài một chút xuống phía dưới đúng không ạ? Có cam lùi và có cảm biến lùi các bác nhá. Chiếc xe đảm bảo cho các bác yên tâm là xe không có lỗi nhá, keo chỉ của xe là còn nguyên zin. Nội thất cũng vậy, nội thất vẫn còn nguyên zin. Và phần máy số nữa, máy số nguyên bản chưa động chạm gì đến máy số. Một chiếc xe hoàn toàn là không có lỗi. Chỉ cũ đi theo thời gian một chút thôi. Thế nhưng mà so với chiếc xe mà Toyota Corolla Tiit đời 2010 mà được như con này thì cũng rất ít có đây. Rất ít có được một chiếc xe Tiit mà được đẹp như thế này nhá. Đặc biệt là bản số sàn. Đây, bản số sàn máy 1.8. Đây, trần nỉ như mới luôn này các bác này. Đây, trần nỉ đây nhá. Ghế của xe vẫn là ghế lì zin. Lì zin theo xe. Lì zin theo xe các bác nhá. Được bọc một cái áo ghế bên ngoài rồi. Còn thì phần lì bên trong rất là mới luôn này. Để các bác xem. Hiện tại thì các bác thấy đang các bác đang theo dõi buổi live của bên em và đang quay về một chiếc xe Toyota Corolla Tiit, một cái mẫu xe mà rất là lành và rất là bền, cực kỳ là tiết kiệm chi phí sau này các bác nhà mình dùng nhá. Như là về xăng cộ cũng rất là tiết kiệm này, rồi đồ đạc phụ tùng thì rất là dễ và rất là rẻ, rất là dễ và rất là rẻ luôn. Và ngay sau đây thì em sẽ mời các bác xem chi tiết phần nội thất của chiếc xe Tiit này. Các bác cùng xem và cảm nhận. Các bác đang có tầm tiền mà hơn 300 triệu. Các bác chưa tìm được một chiếc xe nào mà ưng ý thì các bác xem video này cho em. Xem xong mình ưng thì mình gọi điện cho bên em để được chốt giá nhá. Đấy, giá thì em sẽ đưa lên phần tiêu đề. Và ngoài cái giá tiêu đề ra thì vẫn còn bớt thêm. Đấy. Một chiếc xe đẹp với giá tiền hợp lý. Các bác nhà mình xem cảm nhận. Mình xem kỹ video để được biết về chất lượng của chiếc xe, cảm nhận về chất lượng của chiếc xe nhá. Rồi, bây giờ thì em sẽ quay chi tiết từng phần một. Đây, mời các bác xem cái cánh đằng trên của bên lái trước này. Đây, rong cửa đẹp đây. Đúng không ạ? Keo chỉ không mất một phân nào các bác nhá. Keo chỉ của xe không mất phân nào cả. Tắp đi của xe, tắp nô xe vẫn ở tắp ni, tắp nô nguyên bản. Phần này của xe là vẫn là nỉ này, nỉ zin này các bác này. Chỗ này bằng chất liệu da nhá. Đây cũng rất là tươi đây. Những cái vị trí tay cầm rồi bím bấm của xe là vẫn còn nguyên này. Không bị kém luôn. Tất cả những con vu lông ốc vít ở phần cánh cửa là chưa tháo vặn nhá. Và những móc khóa của xe còn rất là sáng đây. Đồ nhựa của xe nguyên zin hết. Không bị kém và cũng không bị gãy, không bị xước. Các bác nhá. Ở trong lô thì cũng đã được phủ cái phần áo lên rồi. Hệ thống ở vị trí này là hệ thống chỉnh gương và đặt cảm biến. Ở chiếc xe đây thì cũng có phiếu nhắc bảo dưỡng này. Đấy, vô lăng đây các bác nhá. Đấy, vô lăng đẹp này. Có tích hợp trên vô lăng và có túi khí các bác nhá. Đây, phanh tay rồi củ số này. Đây, màn hình có camera lùi. Đây, điều hòa sử dụng tốt hai chiều, có cả nóng có cả lạnh luôn, cả nóng cả lạnh đầy đủ hết các bác nhá. Và đây em quay
cho các bác xem phần đồng hồ này. Hiện tại thì đang được báo ở trên đây là hơn 6 vạn. Đấy, hơn 6 vạn các bác nhá. Đây là phần tắp lô của chiếc xe. Đây là phần tắp lô đây nhá. Bên đây cũng được trang bị một túi khí an toàn nữa này. Đấy, chỗ này báo cảm biến lùi nhá các bác nhá. Đấy. Đây một số những cái khay đựng nước, đựng đồ. Trần nỉ còn rất là sáng đẹp luôn. Tất nhiên thì cũng chỉ có hơi đốm bẩn một chút thôi. Cái đấy về mình vệ sinh được. Vệ sinh đơn giản thôi nha các bác nhá. Rồi ạ, tiếp tục thêm một cánh nữa. Mời các bác cùng xem. Về keo chỉ của xe thì mình yên tâm nhá, không mất phần nào cả. Gioăng cửa đẹp này. Đấy, vách cửa đẹp, lòng trong của xe hiện tại là vẫn là sơn zin. Vẫn là sơn zin luôn, cả nhà nhá. Đấy, vẫn là sơn zin. Cánh này cũng vẫn được trang bị bằng lý đây. Chỗ này là được sơn giả gỗ này. Tay mở cửa xe còn rất là mới này. Đấy. Có cái gioăng, có cái gioăng khung này thì nó hơi bẩn một chút thôi nhá. Đây hơi ố bẩn, về mình có thể là đánh được. Đánh rất là dễ thôi, các bác tự đánh được nhá, tự vệ sinh được. Hôm nay cũng rất là bận luôn, cho nên là thực ra là vừa quay vừa cũng hơi vội vội đấy ạ. Thật với các bác là hôm nay đông khách quá. Ngày qua bán được 10 xe luôn. Hôm nay thì cũng bán được 5 xe rồi. Đang chuẩn bị chốt còn nữa là 6. Cũng rất là vội nhưng mà vẫn tranh thủ một ngày đưa lên cho các bác xem từ tầm khoảng 3 video bình quân một ngày, đúng không ạ? 3 mẫu xe, 3 video bình quân một ngày. Đây lốp la răng đây nhá. Đây la răng của xe thì còn đẹp đây. Không bị xước, đúng không ạ? Và các bác cùng em đi xem thêm những cái vị trí nữa nhá. Một chiếc xe là không có lỗi đâu và không có cái gì xấu để cho các bác chê cả. Tất nhiên thì nó cũng chỉ là cũ đi theo thời gian một chút thôi, một chút thôi. Chứ còn thì không có cái gì kém và không có gì lỗi cho các bác nhà mình chê nhá. Đối với cái chiếc xe này, yên tâm một điều như vậy đây ạ. Các bác yên tâm một điều như vậy. Đây, quay kỹ cho các bác xem hình thức. Tất nhiên thì những chiếc xe hình thức đẹp, xe nó tươi thì các bác biết chứng tỏ một điều rằng là xe chạy ít. Mà nếu xe chạy ít thì chất lượng của nó cũng sẽ tốt theo rồi, đúng không ạ? Đây nhá. Tất cả bốn cánh đẹp đều và phần giữa bốn cánh đều là lỉ và trên là bằng chất liệu da. Ở xung quanh là bằng nhựa dẻo các bác nhá. Đấy, kính điện lên xuống thì rất là nhẹ nhàng. Ghế thì em đang đưa tụt về phía sau một chút cho nên là các bác nhìn ở đây thì nó hơi hẹp, đúng không ạ? Đây các bác, em đặt cái lỉ đây cho các bác xem này. Đấy, lỉ rất là mới nhá. Cái áo bằng da này thì mình về mình có thể để nguyên và có thể là mình thay cái bộ áo da khác. Hoặc kể cả như các bác mình có bọc lại một bộ ghế da khác thì cũng rẻ tiền thôi. Đem đóng cửa cho các bác nghe này. Đấy, cửa đóng rất là êm nhá. Những cái tay cầm đây đều được nâng tốc hết rồi. Đây keo chỉ đây. Các bác đang xem video, đang xem buổi like. Các bác cho em xin một lần like, một lần thích như này nhá. Và một lần chia sẻ nữa. Em xin được cảm ơn các bác rất là nhiều ạ. Đây các bác cùng đón xem những cái vị trí tiếp theo. Các bác ở xa gần, mình chỉ cần thích chiếc xe này thôi, chỉ cần ưng thôi. Đấy, còn thì khi các bác quyết thì tất cả đều thành trở, đều trở thành dễ dàng các bác nhá. Đây ạ, các bác xem.
Đấy, chốt móc quá đẹp sáng chưa này, đúng không ạ? Tất cả đều được trở thành dễ dàng khi các bác em mình đã ưng. Đây số khung đây này, đây số khung của xe ở đây nhá. Số khung chuẩn chỉ luôn các bác nhá. Để em chỉnh nét một tí này. Đấy, số khung, số máy đây. Đây là số khung, một số máy tất nhiên sẽ ở máy rồi, đúng không? Em đưa ghế lên một chút. Lúc mới đây về là em đưa ghế xuống để em kiểm tra số khung đấy mà. Bây giờ thì lại đưa lên vị trí cũ. Thì đằng dưới nó cũng sẽ rộng hơn. Khóa khiển của xe vẫn nguyên theo nguyên bản theo xe nhá. Nguyên bản theo xe. Đấy, âm thanh hay. Mọi chức năng của xe đang hoạt động bình thường và đầy đủ nhá. Đây là phần tắp nô này. Đấy. Tắp nô này là tắp nô zin nhá, chưa làm lại đâu. Ở chỗ này có thiết kế loa check này. Đấy, phần nội thất bên trong em cũng đã quay giới thiệu cho các bác mình. Đây, đem đóng cửa này. Đây, cửa đóng rất là êm, đúng không ạ? Chiếc xe có thiết kế là có sinh nhan trên gương này. Đấy, và đăng kiểm của xe đến giữa năm sau. Giữa năm 22. Vì dòng này vẫn đăng kiểm 1 năm một lần mà. Bên em còn nhiều xe lắm. Các loại luôn. Trong đó thì có dòng xe Toyota Corolla Atis này. Dòng Atis này thì hiện tại bên em đang có 3 con nhá. 3 con form giống nhau, một con 2009 thì là form hơi khác một chút, phần đầu với phần đuôi. Còn thì có một con nữa số tự động cũng cùng đời với chiếc xe này. Nó màu bạc. Và chiếc xe đó thì em đang bán với giá loanh quanh tầm khoảng nhô 400 triệu một chút các bác nhá. Các bác thiện chí thì cứ alo, giá luôn có cái giá tốt nhất. Giá tốt hơn. Cứ thiện chí là sẽ có giá tốt các bác nhá. Kể cả như là chiếc xe này cũng vậy. Số sàn thì tất nhiên nó cũng sẽ rẻ hơn số lộng rồi. Và bây giờ đây thì mời các bác xem phần vỏ bên ngoài của chiếc xe Atis này. Đây, đèn rất là đẹp luôn này các bác xem. Đèn rất là sáng và rất là mới luôn. 1.8G nhá. Thân vỏ led căng. Thân vỏ không có bả Atis các bác nhá. Tôn vỏ đây. Có kêu long con. Đây các bác này. Đây, em gọi cho các bác nghe nhá. Một chiếc xe còn rất long lanh luôn. Các bác có mua chiếc xe này về mà đi thì thực sự với các bác là mỹ mãn luôn, không có gì mà chê được cả. Tại vì một chiếc xe còn rất là đẹp này. Thứ hai, dòng này nó rất là lanh. Nó cực kỳ là lành và cực kỳ là bền. Gọi là lồi đồng cối đá đi. Nếu bác nào mà đã từng đi, đã từng dụng thì các bác cũng sẽ biết cái dòng này như nào, đúng không ạ? Đèn trước, đèn sau đều là đèn zin các bác nhá. Đều là đèn zin nguyên bản theo xe nhá. Đấy, đèn zin đấy ạ. Chứ không phải là đèn đã thay đâu. Đấy, sơn si đẹp này. Biển 98 và gốc thành phố các bác mua về Hà Nội hoặc Sài Gòn, mình không mất tiền biển nhá. Đấy, sơn si sáng đẹp. Rất là long lanh. Bên em có chương trình mang xe tới tận nhà, chuyển xe tới tận nơi. Nhiều người thì có một câu là ship xe tới tận giường luôn, đúng không ạ? Vâng. Đấy thì bên em sẽ chuyển xe tới tận nơi cho các bác xem nhá. Xem xong mình ưng thì lấy, còn không ưng bên em đánh về. Đấy, kính của xe được bọc dán hết rồi. Kính trước, kính sau cũng vậy. Lẹp chân kính đẹp. Và kính của xe các bác thấy nó không bị xước gì, đúng không ạ? Thân vỏ xung quanh. Đây, các bác nghe này. Không bị bả mặt tít nhá. Chiếc xe đẹp thì em có muốn quay nhiều lần cho các bác xem. Tuy rằng là cũng tất nhiên thì quay nhiều nó cũng sẽ mệt, nhưng mà rất là nhiệt tình quay, đúng không ạ? Đây là phần nóc của xe nhá. Thì em sẽ quay phần gầm máy nữa cho các bác xem. Phần cua lốp của xe là chỉ vẫn còn này các bác này. Chỉ cua lốp của xe còn nguyên này. Đây, phần trong cua lốp đây ạ.
Tiếp tục thì phần dưới gầm sàn. Gầm sàn sáng đẹp nhé. Đấy, chỉ cua lốp ở đây, đây còn đây. Đấy, chỉ cua lốp của xe là vẫn còn nguyên nhá. Đấy, chỉ đây này, con này. Đấy, gầm nữa này. Hôm nay thực sự là lỗi hơi nhiều nên là cũng nói là hơi mệt một chút các bạn ạ. Thỉnh thoảng là hơi bị gọi là hụt hơi một chút. Nhưng mà đây là cái công việc hàng ngày rồi. Mà video thì em không tự tin đưa cho ai quay cả. Tất nhiên thì thuê người về quay cũng được, hoặc là một số những anh chị em ở trong bãi cũng có người nhận để quay đấy, nhưng mà một điều là em tự tin thôi. Đây, bây giờ thì em chống capo nhá và mở capo ra quay máy cho các bác xem đây. Rồi đây các bác xem này, capo đây nhá, nỉ capo đẹp này, keo chỉ đây, keo chỉ nó không bất phân nào cả nhá, keo chỉ nguyên zin hết nhá. Đấy, da máy của xe thì sáng sạch sẽ, da máy rất là đẹp. Để mở cái phần đây các bác xem này. Đấy, khoang máy động cơ đây, máy zin các bác nhá. Đấy, máy zin nguyên, máy chưa động chạm. Rồi chiếc xe thì đến đây em cũng đã quay tương đối đầy đủ. Các bác cần thêm thông tin, hình ảnh về xe, hình ảnh giấy tờ, hình ảnh máy hay là hình ảnh gì đó thì các bác vào kết nối Zalo cho bên em theo hai số điện thoại chính, hai số 093 8586 307 và 0389 000 555 để được tư vấn trực tiếp, để được trao đổi trực tiếp các bác nhá. Các bác hãy gọi điện để được bàn về mọi thứ và bàn về vấn đề thủ tục sang tên đổi chủ, rồi hoặc là công chứng ủy quyền hay là vận chuyển vào miền Trung, miền Nam các bác nhá. Và alo cho bên em để làm sao có một cái giá tốt và chốt một cái giá yêu thương, các bác mình vào việc nhá. Ở video này thì em xin được kết thúc tại đây. Xin được gặp lại các bác vào những chương trình, những video tiếp theo lần sau nhé. Cảm ơn các bác rất là nhiều ạ.